Các bạn biết tại sao mà bây giờ giới trẻ hay bị tiểu đường không? Đó chính là lý do. Chị lấy cho em một miếng tắc một miếng đường nha. Đó, để chị tiểu đường lúc đơn giản các bạn hãy uống thật nhiều nước để không bị tắc đường nữa.